rồi gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đêm trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đem vui với đời. Kia trong vạt nắng trong vạt nắng mạch xuân tràn rỡ, có hoa nhẹ
chén ta chúc nơi nơi mừng anh đồng phu vui lúa thơm hơi người thương ra lời từng người công nhân ấm no thoáng nghỉ đời gian lao nghèo khó mừng xuân Mậu Tuất năm 2018 sắp sửa bắt đầu trong giây lát. Chúng tôi xin kính mời toàn thể quý vị vui lòng ổn định chỗ ngồi và giữ im lặng. Xin cảm ơn. Mesdames, messieurs, le programme va commencer dans un instant. Nous vous prions de regagner vos places pour être prêts à la cérémonie du salut au drapeau. Merci de votre compréhension. Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị đứng lên nghiêm chỉnh để làm lễ chào quốc kỳ. Nous vous prions de vous lever, la cérémonie du salut au drapeau commence. Lễ chào quốc kỳ bắt đầu. Thank you.
pendant de bien vouloir observer une minute de recueillement pour commémorer et rendre hommage à toutes les personnes qui se sont sacrifiées pour la démocratie et la liberté. Sau đây là một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công ơn của các đấng vua hùng đã dày công dựng nước và giữ nước. Công ơn các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, các đồng bào, các thuyền nhân vượt biển đã bỏ mình vì độc lập tự do. Phút tưởng nhớ mặc niệm bắt đầu. La minute de recueillement commence. Tưởng nhớ mặc niệm chấm dứt. Xin kính mời toàn thể quý vị an tọa. La minute de recueillement terminée, nous vous invitons à vous asseoir. Sau đây, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị ông Nguyễn Hoài Thanh, chủ tịch của Hội AVB, Hội Ái hữu người Việt vùng Bussy, lên đọc diễn văn chào mừng quan khách. Nous avons l'honneur de vous présenter monsieur Nguyễn Hoài Thanh, président de l'Amicale des Vietnamiens de Bussy, qui va vous adresser son discours de bienvenue. Ái hữu người Việt tại Bussy, kính chúc toàn thể anh chị em và quý vị một năm mậu tuất an khang thịnh vượng. Chúng tôi xin cảm ơn các hội đoàn bạn, các nghệ sĩ, các thương gia và toàn thể anh chị em đã tiếp tay với chúng tôi để thực hiện ngày hội Tết Mậu Tuất hôm nay. Đầu xuân, chúng ta hãy cùng nhau hướng về quê hương đất nước, nguyện cầu an lành cho những đồng bào trong nước đang can đảm đứng lên chống lại độc tài tham nhũng. Chúng ta nguyện cầu cho quê hương. Chúng ta nguyện cầu cho quê hương Việt Nam sớm có được một thể chế mới trong tinh thần tự do, dân chủ và bác ái, để cùng nhau chống lại ngoại xâm từ phương Bắc. Ngoài việc tổ chức Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, chúng tôi còn tổ chức lớp học Việt ngữ, lớp dạy kèm vào mỗi sáng chủ nhật. Hiện đây tôi xin giới thiệu cùng quý vị các cô thầy trong lớp học Việt ngữ: anh Vinh, chị Vi Trâm, anh Khang, chị Khang, chị Loan, Thùy anh Sơn, chị Châu, Hương, anh Hiệp, anh Hải, anh Truyện, chị Minh Thùy, rất là nhiều, nhưng mà đa số là đang làm việc không có thể có mặt ở đây được. Chúng tôi mong mỏi nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn hầu tiếp tục phục vụ cộng đồng công nhân thành vô vụ lợi. Thành thật cảm ơn quý vị. Hồi nãy tôi bị xúc động là bởi vì tôi nghĩ tới Tết Mậu Thân năm 1968, cách đây là 50 năm. Ngày hôm nay có một số hội đoàn, một số đoàn thể cũng đang làm lễ kỷ niệm Tết Mậu Thân. Bonjour, mesdames, messieurs. L'amicale des Vietnamiens de Bussy vous souhaite une excellente année sous le signe du chien, une bonne santé et la prospérité. Au nom de l'AVB, je voudrais remercier les différentes associations amies, les activistes, les commerçants, les artisans et les bénévoles de nous avoir aidés à organiser cette belle journée de fête. À cette occasion,
Nous avons également une pensée pour notre pays d'origine. Nous prions pour un Vietnam libre et fort. Et à côté de ces manifestations, tous les dimanches matins, l'association donne des cours de vietnamien aux jeunes enfants. Et depuis la rentrée de 2017, nous sponsorons également des cours de soutien aux jeunes du collège, du niveau collège au lycée. Et la plupart des professeurs sont présents sur scène et certains sont dans la salle. Et donc nous comptons sur votre soutien constant et solide pour nous aider à faire rayonner la culture vietnamienne et renforcer la communauté vietnamienne en France. Et encore une fois, je vous remercie et je vous souhaite une heureuse et belle année 2018. Chúc mừng năm mới. Kính thưa quý vị, mùa xuân lại trở về, đem hương sắc thanh tươi rải rác khắp vạn trời. Người người, cây cỏ, chim muôn cùng nhau hòa nhịp trong cung đàn yêu thương từ muôn phương vọng lại. Nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018, toàn thể ban văn nghệ xin mượn cảm xuân, tài, ly, rượu mừng để kính gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất đầu năm. Sau đây, xin kính mời toàn thể quý vị cùng hát chung với chúng tôi bài hợp ca Ly Rượu Mừng để lấy hên cả năm. La chanson Ly Rượu Mừng veut dire levons nos verres et partons un toast de bonne année. Nous vous invitons à chanter ensemble avec nous. Yeah.
trong ban văn nghệ. Dạ thưa, bây giờ là đến phần hấp dẫn nhất, đó là một lì xì. Dạ thưa quý vị, sau đây là tục lệ các em chúc Tết và tục lệ lì xì đầu năm. Mesdames et messieurs, maintenant c'est la cérémonie des étrennes. Pour perpétuer ces traditions, les enfants de l'APB vont ainsi vous présenter leur vœu pour cette nouvelle année. Và sau đây, các em trong lớp Việt ngữ APB sẽ gửi đến toàn thể quý vị những lời chúc Tết đầu năm Mậu Tuất. Cô giáo, xin mời các cô giáo hướng dẫn các em đọc lời chúc Tết và sau đó mới được lì xì. Kỷ niệm vui xuân với lại được lãnh lì xì. Dạ xin mời lên. Dạ. Em nào mà còn quá nhỏ, dạ phụ huynh có thể bế em lên. Lên lãnh lì xì con. Chúng tôi xin mời tất cả các bậc phụ huynh dẫn con em lên sân khấu. Dạ, dạ xin mời lên hết. Les enfants, vous pouvez monter sur scène. Tous les enfants. Dạ. Nous invitons les parents. Nous invitons les parents d'emmener leurs enfants sur scène. Pour recevoir les enveloppes rouges. Dạ xin không sao, dạ xin mời lên hết sân khấu. Dạ lãnh phong bao đỏ để cho các em năm nay học giỏi. Dạ bớt chơi rê, dạ bớt phá. Dạ xin mời lên hết sân khấu. Dạ mời tất cả các phụ huynh, dạ có con em, dạ xin mời dẫn con em lên sân khấu với các bạn để được lãnh phong bao đỏ lấy lên cả năm. Kính thưa quý vị, tục ngữ dân gian có câu: ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng. Đó là đạo lý nhân thừa của người Việt Nam trong tinh thần tri ân và báo ân, là đạo đức ngàn đời của dân tộc Việt. Le proverbe a dit: avant de pouvoir manger un fruit, il a fallu un arbre pour le porter. Avant de se désintéresser à une fontaine,
l'eau a dû s'écouler depuis une source. Cette image illustre la tradition du peuple vietnamien qui, depuis la nuit des temps, entretient un héritage moral. Cet esprit de gratitude envers les anciens qui nous ont précédés sur cette terre. Hàng năm, nhân dịp Tết đến, các bậc phụ huynh đều khuyến khích con em nhớ đến bổn phận của mình là phải chúc Tết ông bà, cha mẹ, thầy cô để thể hiện lòng hiếu hạnh đối với các đấng sanh thành. Vì có ông bà mới có ta, ông bà là gốc, mẹ cha là cành. Chaque année, à l'occasion de la nouvelle année, nous encourageons nos enfants à se souvenir de ce devoir en souhaitant la bonne année à ses grands-parents, ses parents, ses professeurs. Cette tradition de reconnaissance et de respect envers nos aînés est la pierre angulaire de nos traditions et la cérémonie du lycée en est la parfaite illustration. Voilà, la partie d'ici, c'est terminé. Donc avant de quitter l'estrade, il y a des enfants. Les enfants, encore nous souhaiter à nous tous, à tous les parents ici, ces derniers vœux, ces meilleurs vœux. Voilà. Chúc ông bà sức khỏe dồi dào. Merci. À, dạ thưa, phong bì lì xì còn, thành ra bây giờ ban tổ chức nói là có thể tăng tuổi lên, là những em nào 12, 13, 14 đã đến 20 trở xuống đã được quyền lắm lì xì luôn. Dạ, mời anh. Dạ, thì bây giờ tất cả những vị nào muốn lãnh lì xì là xin mời tới, có sao hết à? Dạ thưa, dạ lấy thêm cả năm, dạ xin mời. Thì mấy em nhỏ đã được lãnh lì xì rồi, dạ thưa tất cả những quý vị nào mà muốn lãnh lì xì, dạ thưa xin kính mời. Maintenant les lì xì c'est pour les enfants jusqu'à 11 ans, maintenant c'est autour des enfants entre 11 ans et 50 ans. Donc venez, ça va porter bonheur cette année. Voilà, maintenant pour les enfants entre 11 ans et 50 ans. Là quý vị nào muốn phong bao đỏ là chúng tôi xin mời. Là không hạn chế tuổi. Vận chuyển của đất trời, muôn hoa nở rộ đón xuân sang. Hình ảnh của mùa xuân thường gắn liền với những cành đào tươi thắm hoặc những nhành mai rực rỡ sắc vàng. Tất cả dường như đã hòa quyện, chan hòa cùng những ngọn gió xuân làm dịu mát đất trời. Tết đến không gì đẹp bằng chúc cho mọi gia đình luôn ấm no xuân vầy. Những lời chúc an lành này sẽ được thể hiện qua vũ khúc Như Hoa Mùa Xuân do các em Phật tử chùa Kim Quang trình bày. À l'occasion du Tết, les jeunes de la pagode Kim Quang vous souhaitent une bonne année et vous présentent une danse telle une fleur de printemps qui part de la jeunesse innocente et joyeuse comme les jeunes pousses printanières. Veuillez accueillir chaleureusement les jeunes de la pagode Kim Quang. Trong lòng
đôi song ca Vi Trâm và Khắc Dũng. Xin kính mời quý vị lắng nghe. Mesdames, messieurs, le printemps, c'est la saison de l'espoir, de l'amour et de la paix. Et pour les exilés, c'est aussi la nostalgie, le rêve de retour au pays que l'on trouve dans la chanson suivante interprétée par Vi Trâm et Khắc Dũng. Voilà. Veuillez accueillir le couple Vi Trâm Khắc Dũng. Khắc Dũng và Vi Trâm xin chào quý vị. Mời quý vị thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Đức Niên. Bài hát được mang tên Em Còn Nhớ Mùa Xuân. Anh
Fidélité inébranlable, le sacrifice sublime de la femme qui attend son mari partir au front, l'homme de son foyer sont toujours les thèmes chantés dans les œuvres vietnamiennes les plus renommées. Kính thưa quý vị, lòng chung thủy sắc son, lòng hy sinh cao cả của một người vợ hiền, ngày đêm mong chồng chinh chiến nơi xa, đã là những đề tài được ca tụng muôn thuở trong các tác phẩm nổi danh. De longues années d'attente sous la pluie, dans le froid,
serrant l'enfant dans ses bras, attendant en vain le retour du mari. Le temps passe, lasse, sans l'ombre d'un retour. La mère et l'enfant se transforment en rochers. Bao năm không quản gió mưa, bồng con đứng đợi vẫn chưa thấy về. Thời gian chưa xóa lời thề, mẹ con hóa đá bên lệ tháng năm. Les rochers attendant le mari existent partout au Vietnam. Ils sont devenus les témoins vivants du sacrifice de la femme vietnamienne. Cette légende de la montagne de la tente sera interprétée par la troupe Thủy Dương Áo Tím. Những hòn núi đá vọng phu rải rác khắp đất nước Việt Nam đã là những chứng nhân muôn đời bất di bất dịch với thời gian. Hôm nay, để ca ngợi đức tính cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà hương thơm vẫn còn lưu hậu thế, kính mời quý vị thưởng thức vũ khúc Hòn Vọng Phu qua phần thực hiện của nhóm Thủy Dương Áo Tím. Thank you.
Xin cảm ơn Vũ đoàn Thùy Dương áo tím. Mesdames et messieurs, cette année est l'année lunaire Mậu Tuất. Le comité organisateur souhaite une nouvelle fois que l'année du chien 2018 vous apporte bonheur, succès, prospérité et longévité. Maintenant, le spectacle continue avec une interprétation de Le printemps et la jeunesse, joué par le guitariste Quách Vĩnh Thiện, président de l'Association culturelle traditionnelle vietnamienne. Kính thưa quý vị, năm cũ vừa qua, năm mới lại đến. Một lần nữa, ban tổ chức xin kính chúc quý vị cùng bà con gia quyến nội ngoại xa gần được hưởng một năm tràn đầy an vui và hạnh phúc như mấy vần thơ xuân sau đây. Tân niên hơn hẳn những năm qua, phúc lộc thọ đến đầy nhà. Đôi lời mừng chúc năm Mậu Tuất, vạn sự an khang, vạn sự lành. Và để nối tiếp chương trình là tiết mục độc tấu guitar Xuân và Tuổi Trẻ, xin kính mời quý vị chào đón nghệ sĩ Quách Vĩnh Thiện, Hội trưởng Hội Văn hóa Cổ truyền Việt Nam. Thank you.
vị, không gì vui bằng được ngồi căn nồi bánh chưng để chờ đón giao thừa. Mừng Tết đến bình an bên nhau, mừng Tết đến vạn lộc đến mọi nhà. Khắp phố phường người người đi hái lộc đầu năm, và đất trời xinh đẹp quá trong tiếng trống xuân rộn ràng như mời đón long phục về đây sum vầy. Sau đây xin kính mời quý vị đón nghe một nhạc khúc vui tươi mang tựa đề Ngày Xuân Long Phục Sum Vầy do các em Phật tử chùa Kim Quang trình bày tốt ca. Dans la mythologie orientale, le dragon symbolise le yang, le phénix le yin. Quand le yin et le yang se rencontrent, l'harmonie règne dans l'univers et la paix revient sur terre. Cette image représente nos vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Veuillez accueillir le groupe des jeunes de la pagode Kim Quang dans la chanson Ngày Xuân Long Phục Sum Vầy. Mesdames, Messieurs, la mairie nous a fait l'honneur de sa présence. L'équipe de mairie sera présentée par Madame T, Madame Jarod, et Monsieur Masson et Fabry. Je vous invite à monter sur scène ainsi que notre président, Monsieur Han.
Xin mời tất cả các văn nghệ sĩ của màn Hào khí Việt Nam trở lại sân khấu. Xin cảm ơn. Bonjour, on est très ravis d'être présent parmi vous. Donc, monsieur le président de l'amicale vietnamienne de Bussy-Saint-Georges, madame, monsieur les élus, chers amis, chers Bussy-Saint-Georges, avant toute chose, je souhaiterais vous présenter les excuses de monsieur le maire, qui ne peut pas être présent parmi... Merci. Qui ne peut pas être présent parmi nous aujourd'hui, retenu par des engagements pris antérieurement, mais qui néanmoins vous assure de toute son amitié. Comme tous les ans, Bussy fête le nouvel an vietnamien avec une communauté très impliquée dans la vie bussy-saint-georgienne. Je suis très fière de vous souhaiter une bonne année, une nouvelle année du chien qui marque le symbole de la fidélité et la loyauté. Bussy est une commune atypique qui se distingue par la diversité et de ses communautés, notamment la communauté vietnamienne. L'histoire, le passé sont les éléments importants qui permettent de nous construire ensemble un avenir. 2018 sera marqué par la commémoration du 100e anniversaire de l'armistice. À cette occasion, Bussy va fêter la paix universelle que nous souhaitons pour toutes les villes, les pays et les continents. Bussy va également créer une école internationale qui aura pour vocation de développer des liens entre des étudiants du monde entier. Je souhaite que ce soit le cas pour le Vietnam dans le cadre du partenariat. Une nouvelle fois, je vous souhaite une année lunaire remplie de bonheur, de santé et de prospérité. Je vous remercie pour votre accueil chaleureux et vous pouvez compter sur notre soutien pour toutes les actions que vous mènerez. Encore une fois, Chung Mun Nam Moi. Merci. Merci beaucoup, messieurs, mesdames, les élus. À très bientôt. Bonne année. Chúc mừng năm mới. Kính thưa quý vị, trước tình thế giang sơn biển đảo bị xâm lấn bởi nạn bá quyền cộng sản Bắc Kinh, thì việc đấu tranh ngăn chặn bá quyền để bảo vệ lãnh thổ là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người dân Việt, dù ở trong nước hay ngoài nước. Mọi tầng lớp, các tổ chức đảng phái, tôn giáo cùng toàn thể thanh niên, sinh viên, học sinh đã đồng lòng cùng nhau xuống đường để đáp lời sông núi, quyết nung đúc ngọn lửa xiên hồng của tổ tiên để thiêu cháy giặc ngoại xâm. Hôm nay, để ủng hộ tinh thần đấu tranh của đồng bào trong nước chống lại bạo quyền cộng sản Việt Nam bán nước hại dân, Ban Văn nghệ ABB cùng với Hoa Long Võ Đạo và Tây Sơn Võ Đạo sẽ cùng nhau trình bày hoạt cảnh Hào khí Việt Nam. Mesdames, Messieurs, de la lutte contre l'expansion du Nord, l'expansionnisme du Nord, pour sauvegarder l'indépendance et la souveraineté du pays, c'est le devoir de tous les Vietnamiens, qu'ils soient dans le pays, qu'ils soient à l'outre-mer, à l'étranger. C'est le thème de ce spectacle qui va vous être présenté. Donc AVB et le groupe Tyson Võ Đạo va vous présenter le spectacle Hào khí Việt Nam, la force et la fierté du Việt Nam. Dũng hùng thiêng ngàn năm lưu danh sử sách, mẹ Âu Cơ bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây Tô Đồ.
thời gian qua thiên dũng đời ông cha dựng xây giữ yên bờ cõi để tương lai con cháu cùng hoang ca đất nước thanh bình rực rỡ gắm hoa. Tình lý trần lễ ơi nguyện xin khắc ghi đời đời sương máu dòng tiếng ơi còn đây khiến chung bấm khoáng như sống biển đông kia ngàn năm mãi luôn lưu truyền hào khí trời nam ta rạng ngời sắc son Việt Nam. Sắc son thề ước thành thăng long mãi còn bay xa thời gian qua thăm quay hùng nhà Nam ta đất với trời bao la tuyệt nhiên thiên thư còn đó giặc bao phen kiếm vía trùng tâm can đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông hát hồn thiêng ơi ngàn sâu cháu con ghi lòng sông lớn bệnh đồng giang ơi vùi thấy bao quân sông lớn lớp lớp người chung tay dừng xây gắm son sơn hà cho nước Việt Nam ta ngàn đời ngút cao hùng thiêng binh lý trần lễ ơi nguyện xin khắc ghi đời đời sương máu dòng tiếng ơi còn đây kiên trung bất khuất son Việt Nam cho đến ngàn năm sau dàn lời sắc son hào khí Việt Nam. Trả lại cho dân là một bài hát của một tù nhân lương tâm ở trong nước sáng tác mà nay vừa được định cư ở Hoa Kỳ, đó là nhạc sĩ Việt Khang. Bài hát đã nhanh chóng được phổ biến rộng rãi từ trong nước ra tới hải ngoại, nhất là được hưởng ứng một cách mạnh mẽ trong thời điểm gần đây. Trả lại cho dân được hát vang tại các cuộc biểu tình từ Sài Gòn ra tới Hà Nội. Nhạc phẩm này là một tiếng nói rõ ràng, góp phần trong phong trào đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do dân chủ của người dân tại Việt Nam. Mặc dù vui xuân nơi xứ người, nhưng chúng ta cũng không quên hướng về quê nhà. Đau với nỗi đau chung của cả dân tộc khi thảm họa diệt vong đang gần kề. Bài hợp ca Trả lại cho dân xin được chọn để kết thúc văn nghệ đấu tranh phần 1. La chanson Rendez la liberté à mon peuple est écrite par un prisonnier de droit de l'homme au Vietnam. Elle est reprise dans toutes les manifestations, les dernières manifestations
de Saigon au Hanoï. C'est le cri d'un homme, d'un peuple réclamant la dignité, la liberté et les droits de l'homme. Ces droits-là n'existent plus dans ce pays, au Vietnam. Alors, juste un petit pensée pour l'auteur du train qui vient d'être s'installé aux États-Unis après tant d'années de prison au Vietnam. La chanson sera interprétée par l'ensemble de, du groupe de spectacle de AVB et les amis. À, xin kính mời quý vị hát chung với chúng tôi bài hợp ca Trả lại cho dân của Việt Khang. Cùng quý vị
ông Nguyễn Hào, Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris. Tôi rất hân hạnh giới thiệu cùng quý vị và các bạn, anh Nguyễn Hào là Chủ tịch của Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris. Xin bạn Hào. Xin kính chào tất cả quý đồng bào ngày hôm nay trong phòng văn nghệ Tết cho BC này. Thì tôi rất là hân hạnh tới đây tham dự cái ngày Tết hôm nay của AVB tổ chức cho mọi năm thì rất là hoàn hảo và chú đáo. Ngày hôm nay có cái không khí Tết như vậy đó, rất thật cho mình rất là ấm lòng, và nhất là phía ngoài trời lạnh mà mọi người tới đây để chúng ta có thể là đón Tết như là những công tục Việt Nam của chúng ta như vậy. Je suis très honoré d'être là parmi vous pour fêter donc cette nouvelle année du chien donc ici avec l'association AVB. C'est toujours un honneur de venir ici puisque ici on retrouve cette ambiance peut-être très amicale, très familiale qu'on apprécie tant. Donc je me permets de représenter l'association générale des étudiants vietnamiens de Paris que je préside pour vous souhaiter une très très belle année remplie de bonheur et de succès. Xin được kính chúc tất cả các quý vị ở BC và vùng bên cạnh một năm mới thật vui tươi, thật hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Je profite aussi pour faire un peu de publicité. L'association la nôtre fait aussi fête aussi donc la nouvelle année dans quelques jours, ça sera le 18 mars à l'Opéra de Massy. Donc si vous avez l'occasion et si vous souhaitez prolonger donc cette ère de fête, n'hésitez pas donc venez donc à l'Opéra de Massy. Nous avons un stand qui est juste là-bas donc sur votre droite. Si vous voulez avoir plus de renseignements. Xin nếu quý vị muốn tiếp tục đón tiếp Tết trong những tuần tới thì chúng tôi xin được mời quý vị tới buổi văn nghệ Tết của Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 3 ở l'Opéra de Massy. Xin cảm ơn quý vị. Merci à tous. Thành thật cảm ơn anh Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Association générale des étudiants vietnamiens de Paris, Nguyễn Hàm. Merci bien. Merci bien. Và sau đây là phần biểu diễn võ thuật của Hội Hoa Long Võ Đạo. Maintenant, c'est là le groupe Hoa Long Võ Đạo va vous présenter un spectacle sur les arts martiaux vietnamiens. On va vous faire une petite démonstration de Võ Cổ Truyền, c'est le art martiaux vietnamien. On va faire, pour que ce soit un petit peu ludique, on va faire quelques mises en scène. Il y aura aussi des aspects plus traditionnels, vous découvrirez au fur et à mesure. Et je vais commencer avec Jocelyn, qui vient de démarrer cette année les arts martiaux, et c'est sa première démonstration. Alors je vais vous demander de l'encourager. Allez Jocelyn.
C'est bon. Bravo à vous. Merci. Của hội Tây Sơn Võ Đạo. Thank you.
quý vị, thu qua đông về xuân lại đến, những chồi lộc non đang dần hé nở để khoe hương sắc với đời. Đây cũng là lúc vạn vật bừng lên sức sống để chào đón Chúa Xuân. Và trong chiều hướng đó, cũng trong bầu không khí vui tươi của hội Tết hôm nay, kính mời quý vị thưởng thức những tà áo dài muôn màu, muôn sắc. Những tà áo dài đã thể hiện nét đẹp truyền thống bao đời của phụ nữ Việt Nam qua tiết mục trình diễn thời trang áo dài mùa xuân do các cô trong hội AVB phụ trách. Mesdames, Messieurs, l'image de la femme vietnamienne est indissociable de la tonique longue traditionnelle, les áo dài. À travers le temps et l'espace, cette tunique a pris racine dans la vie quotidienne. Chaque trait, chaque détail sont imprégnés de la couleur locale, de la culture générale. On peut dire que le áo dài est une longue histoire vivante d'un peuple, d'un pays. Le défilé suivant nous emmènera dans un grand voyage à travers le pays, à la découverte de la raffinée Toutron, coiffée de l'original chapeau coiffrau de la jeune fille du Nord, le simple baba, mais non sans grâce, de la paysanne du Sud, ou l'altière áo dài, drapant les fragiles épaules de la grande dame de la cour de Huế. Le spectacle vous sera présenté par les membres féminines de toutes les associations participant à cette journée. Thương nhau giữ cho tình quê.
Xin cảm ơn các cô xinh đẹp trong những tà áo dài mùa xuân. Kính thưa quý vị, mỗi lần Tết đến là chúng ta lại được nghe những câu đối quen thuộc như sau: thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu chàng pháo, bánh chưng xanh. Bên cạnh cây nêu chàng pháo, ông bà ta thời xưa còn treo những bức tranh mộc bản dân gian, được gọi là tranh Tết hay tranh đông hồ thì mới là cảnh Tết. Tranh đông hồ gà lợn đét xuân sang, màu mực thắm tưng bừng trong giấy điệp. Trần Tế Xương cũng có những vần thơ như sau: đì đẹp ngoài sân chàng pháo chuột, om sòm trên vách bức tranh gà. Tiếc rằng ngày nay cảnh Tết dân tộc với cây nêu chàng pháo, tranh mộc bản đã dần già mai một với thời gian. Đúng như lời nhớ nhung của thi sĩ Bàn Bá Lân: Tết về nhớ bánh chưng xanh, nhớ chàng pháo chuột, nhớ tranh lợn gà. Sau đây xin kính mời quý vị lắng đọng tâm tư, thả hồn mình theo 6 câu vọng cổ qua bài Xuân Tiễn Sứ, được diễn tả bởi nghệ sĩ Kiều Lệ Mai. Mesdames, Messieurs, le traditionnel gâteau de riz, bánh trứng, aux couleurs de feuilles de bananier, le pétard rouge, arrangé au portail de la maison à côté des arbres. Les arbres aux fleurs dorées sont les images immortalisées dans les chansons populaires rappelant les fêtes du tête d'antan. On les retrouve dans la chanson réformée suivante, interprétée par Madame Kiều Lệ Mai. Kiều Lệ Mai hân hạnh kính chào tất cả quý khán khán giả thân thương và chúc quý vị một năm mới được vạn sự như ý. Thưa quý vị, xuân này nữa là đã bao lần đón xuân nơi đất khách. Ngoài trời tuyết bay lả tả và lòng người sao thấm lạnh cô đơn. Kiều Lê Mai gửi đến quý vị một lớp giọng cổ do soạn giả Diễn Châu viết lại để chúng ta tưởng nhớ về quê hương Việt Nam. Đó là bài Xuân Đất Khách. Con chim sắt đã lao mình trong chờ đợi một ngày về trong mộng tương. Không tìm đưa ai bởi không có ai để cho mình đưa tiền. Cớ sao những chiều nhạt nắng tôi vẫn đến đây nhìn phi cơ cất cánh rồi khuất dần trong khói trắng. Thank you.
khách bao giờ là bố mẹ, sao lòng cứ mãi nhớ thương quê. Mùa xuân này nữa, xuân này nữa, tuyết trắng rơi nhiều và tay tê. Cứ mỗi bận xuân sang, tôi thấy lòng mình sẽ lại nhớ quá người ơi, nhớ làm sao hương vị của quê nghèo. Giữa thú hòa công còn bưởi ngò biên hòa, giữa bà biển nem chua ăn cái bè măng cục lái thiêu, muối sầu riêng nó ngon ngọt biết bao nhiêu, cơm nấu gạo nắng chiều thơm bát ngát, mùi hương khói lần trăng tiên phao, mấy cành mai nở rộ đón xuân. Cho dù cuộc sống có muôn vàn thay đổi, nhưng nửa vầng trăng đơn côi trong đêm lúc nào cũng cam lòng làm chứng nhân cho các cuộc tình giang dở. Chờ em với nỗi nhớ, người ở đâu yêu thương ngày nào, buồn nhớ ai trăng rơi trên sông. Sau đây xin kính mời quý vị chia sẻ nỗi đớn đau của các cuộc tình buồn qua vũ khúc Nửa Vần Trăng do vũ đoàn Thùy Dương Áo Tím thực hiện.
cùng sóng nước trăng trôi lang thang đi tìm người thương, nửa vầng trăng anh nơi phương xa, nửa những mong em đây ngóng chờ, chờ anh đến với những nỗi nhớ cho tròn vầng trăng. Người ở đâu chẳng em lẽ loi nỡ quên mất yêu thương ngày nào, vầng trăng heo hua với tiếc thương cho tình vội.
chợt nghe tiếng hát ngân vang, ly rượu mừng đón, hân hoan xuân về. Ngàn hoa rực rỡ sắc khoe, bước chân nhộn nhịp bên hè phố vui. Chúc xuân như ý muôn người, gia đình hạnh phúc, tiếng cười vang xa. Và để tiếp tục góp vui trong ngày hội xuân hôm nay, kính mời quý vị chào đón một lần nữa tốp ca thiếu nhi Phật tử chùa Kim Quang với nhạc phẩm Ngày Tết Quê Em. Mesdames, Messieurs, l'image de ce premier jour de l'an baigné dans une mer de lumière dorée chaleureuse, de part et d'autre s'envoyer des confettis rougeâtres mêlés dans la fumée douceâtre des pétards au milieu des rires et des sourires. C'est l'image du tête dans mon pays, de mes parents, de mes ancêtres. C'est aussi le titre de la chanson suivante, présentée par les jeunes de la pagode Kim Quang. Quý vị, chèo cổ gắn liền với lại lịch sử dân tộc, nó được phát sinh ngay từ ngày khi vua Đinh Tiên Hoàng giành lại độc lập cho đất nước Việt Nam, bắt nguồn từ âm nhạc và múa dân gian. Hát chèo là một thể loại độc đáo nhất của nền văn hóa cổ nhạc Việt Nam. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức vở hát chèo Luyện Nam Cung do nghệ sĩ Thu Thảo trình bày.
Tchèo est la forme d'opéra la plus ancienne issue de la musique folklorique et de danse. Elle était incontournable dans les spectacles royaux et très répandue dans les grandes fêtes populaires comme le Tet, les fêtes de la moisson. Créée depuis le Xe siècle, cette forme de musique a su évoluer pour devenir le symbole de l'art populaire vietnamien. La chanteuse Thu Thảo va nous interpréter un des meilleurs morceaux intitulé Lue Nam Cung. Thank you.
Kính thưa quý vị, thi sĩ Nguyên Sa đã có những vần thơ thật hay, thật lãng mạn để ca ngợi những tà áo dài quốc hồn quốc túy Việt Nam như sau: nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn, mà mùa thu dài nắng ở chung quanh. Sau đây xin kính mời quý vị thưởng thức những tà áo dài lụa trắng thướt tha, đặc trưng cho nét đẹp dịu dàng, kín đáo của người phụ nữ Việt Nam, được diễn tả qua giai điệu ngọt ngào trong tình khúc Áo Lụa Hà Đông, và được trình bày bởi nam ca sĩ Băng Nhân cùng phần phụ họa của các cô Phương Hoa, Minh Nguyệt. Le poète Nguyên Sa a composé ces quelques lignes. Une fraîcheur dans ce jour ensoleillé de Saigon, quand je te découvre drapé de la soie de Radon. Pour parler de ce corps de jeune gracile, de jeune fille magnifiquement cachée sous la soyeuse et éclatante du tissu de Radon. Ces quelques vers ont été transformés en chansons et interprétés par Bang Nhân et accompagnés par Phương Hoa et Minh Nguyệt. Veuillez les applaudir. Băng Nhân xin trân trọng kính chào tất cả quý vị. Và cũng nhân dịp năm mới, Băng Nhân sẽ được kính chúc đến tất cả quý vị một năm mới thật là an khang thịnh vượng và một năm mới thật là dồi dào sức khỏe và muôn sự như ý. Xin cảm ơn. Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn, mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, bầy vội vã vào trong hồn mở cửa. Chợt đi anh vẫn biết, trời chợt mưa chợt nắng chẳng gì đâu. Nhưng sau đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại. Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hồ anh màu áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn, mà mùa thu dài lắm ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, bầy vội vã vào trong hồn mở cửa.
trượt đi anh vẫn biết. Trời chợt mưa chợt nắng chẳng gì đâu, nhưng sao đi mà không bảo gì nhau. Để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại, em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hồ anh màu áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy. Qua tiếng nhạc dây dứt saxo của nghệ sĩ Nguyễn Tấn Phát, Handoban, c'est les pleurs, les cris du fond du cœur d'un peuple qui a perdu son pays il y a des centaines d'années. Le saxophone de Nguyễn Tấn Phát vous présente ici ses chants, de ses cris, avec un accompagnement de banglian. Rừng hoang vu vui lắm bao nhiêu buồn căm hận thù, ngàn gió dù mang tiếng vang trong tối tâm mình mù. Trong lúc đêm trường về rừng trầm cô tịch đèo cao thác sâu, đồi hoang suối reo hoang vắng treo leo, ngàn muôn tiếng âm tháng năm buồn ngân âm thầm hòa bài hân vong cuốn ca. Đường về đây máu như
phận chưa phai dấu, sương trắng sâu vui khi hờn tâm khi tàn. Kìa ngoài trung dương đoàn thuyền này, nhấp nhiều thân sông xa xa tấp, mơ bóng chim thuyền chế bồng ngà buốt khay. Cho một tràng pháo tay thật lớn cho anh Tuấn Phát ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, để tiếp tục chương trình, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đường Về Quê Hương qua phần trình diễn của chị Minh Seto. Dạ, Minh Seto, năm mới Mậu Tuất. Xin thân ái kính chào tất cả các gia đình yêu thương chúng ta ở Pháp Quốc này. Một năm Mậu Tuất 2018 an khang thịnh vượng. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương, Đường Về Quê Hương. Dạ. Giờ chờ
thương non quên có ôm chân hàng che thắm nghe gió chiều nghe đưa. Nếu mai này muốn lòng nở hoa ta về đất mới trong niềm vui chưa chan quê hương yêu dấu vui con đường của nhân loại mà ai ai cũng hoài vọng thiết tha. Giao thừa là khoảng thời gian thiêng liêng quan trọng nhất trong năm để con người tĩnh tâm ôn lại chuyện đã qua, xóa bỏ hết mọi ưu phiền của năm cũ để chào đón một năm mới tốt lành hơn. Trước thềm xuân Mậu Tuất, một lần nữa ban tổ chức xin kính chúc quý vị và gia quyến một năm tràn đầy tin yêu và hạnh phúc. Để liên tục phần văn nghệ, kính mời quý vị thưởng thức vũ khúc Ngày Đá Đơm Bông, một lần nữa trở lại sân khấu của vũ đoàn Thu Thảo.
Chiều Tây Đô qua phần trình bày của ca sĩ Phương Hạnh. Mesdames et messieurs, une chanson intitulée Chiều Tây Đô va être présentée par la chanteuse Phương Hạnh. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật to cho nữ ca sĩ Phương Hạnh. Cảm ơn anh Đức Tùng. Có cây không
khi mất quê hương, gió ra khơi đưa người vượt biển. Mẹ chờ tinh về ngồi thèm thuồng miếng trâu cây, thế thơ lang thang gì cần đói suốt bao ngày. Ở chân tim chồng mình thì quá xa xăm, bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng viên đá trên sân trường, sao nghe tiếng khắc từng tên đường. Tàu đưa ta đi sau xe đón ta hồi hương, thầy đồ sẽ sống lại yêu thương. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương. Một quê hương để thương nhớ, một tuổi thơ để gìn giữ suốt đời. Nhạc phẩm Thương Quá Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, là một trong những nhạc phẩm nổi danh với dòng nhạc trữ tình quê hương dân tộc. Những bài hát của ông đều nói về tình yêu đất nước và tình yêu cuộc sống. Ở đó có ánh trăng thanh bình, có đồng lúa vàng thơm mùi lúa chín, và ở đó cũng thật bình dị như những chiếc áo bà ba, như những con đường làng thân quen quanh co dẫn về xóm nhỏ. Hôm nay để thắp sáng thêm niềm tin yêu tự hào về trái tim đất nước Việt Nam, Hội AVB sẽ cống hiến cùng quý vị vũ khúc Thương Quá Việt Nam để kết thúc chương trình văn nghệ mừng xuân. Monsieur Mesdames, qui ne garde pas en soi une petite parcelle de souvenirs de son pays d'enfance, ce pays qui nous a appris les premières lettres d'alphabet, qui nous voyait grandir au long du chemin de terre faufilant entre les champs de rizières verdoyantes, les journées ensoleillées imprégnées de l'odeur douceâtre, les jeunes pousses de riz fraîchement coupées et l'école du village s'abritait sous un toit alourdi de lierre des années passées. Le spectacle suivant s'appelle Vietnam dans mon cœur. Il sera, vous sera présenté par les membres de l'AVB. Em nghe gì không hỡi em? Con chim nó hót vang đầu hè. Trên đồng chim trên non, chim tung cánh xóa tan sương mù, chim trong hồn chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Hoa cúc vàng trên sân anh xinh như áo mới em ngày nào, hoa nắng hồng trên quê anh xinh như má thắm em ngày xanh. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên hồng nụ cười quê em.
trăng xua bóng tối trong một đàn. Chẳng muôn đời, chẳng muôn nơi, chẳng đem bóng mát cho một người, chẳng thanh bình, chẳng yên vui, ôi thương quá anh chàng Việt Nam. Sáng lên trăng, sáng cho người tìm về bên nhau. Sáng lên trăng, sáng cho tình người nở đêm sau. Bao nhiêu đèn, bao nhiêu hoa, bao nhiêu đêm thắp lên trong hồ. AVB với vũ khúc Thương Quá Việt Nam. Trước khi chia tay, một lần nữa, ban tổ chức xin chân thành cảm tạ sự hiện diện của tất cả quý vị khán giả đã bỏ thì giờ quý báu đến ngồi ủng hộ cho tới giờ phút chót. Xin chân thành cảm tạ các văn nghệ sĩ, các hội đoàn, các thương gia đã đóng góp công sức cho buổi lễ được viên mãn. Mesdames et messieurs, la fête va terminer. Nous vous remercions de votre présence et vous remercions sincèrement les personnalités, les entreprises, les associations pour leur contribution à la tenue de la fête. Nous remercions à la mairie de Bussy-Saint-Georges pour avoir facilité et permis l'organisation de la fête. Maintenant, nous vous invitons à chanter avec nous la chanson Việt Nam, Việt Nam. Sau đây, chúng tôi xin kính mời toàn thể quý vị cùng hát chung với chúng tôi bài Việt Nam, Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam nghe từ bao đời. Việt Nam hai câu nói trên đời tôi. Việt Nam nước tôi. Việt Nam tên gọi là người. Việt Nam hai câu nói sau cùng khi nghĩa đời. Việt Nam tên hiền sinh tươi. Việt Nam đất bào sông núi. Tự do không mình hơn ai muôn đời. Việt Nam không đòi sương máu. Việt Nam kêu gọi thương nhau. Việt Nam đi xây đắp niềm vui dài lâu. Việt Nam trên đường tương lai vừa tiếng soi còn thế giới. Việt Nam ta nguyện chiến đấu. Việt Nam đi xây đắp niềm vui dài lâu. Việt Nam trên
Kính thưa quý vị, văn nghệ mừng xuân Mậu Tuất đến đây là chính thức được chấm dứt. Ban tổ chức ước mong rằng đã đem lại được cho quý vị một niềm vui nho nhỏ trong bầu không khí thân mật gia tộc Việt Nam, đã đem lại được cho quý vị những giây phút vui tươi thoải mái hướng về cội nguồn để cùng nhau nối lớn vòng tay và giữ mãi nền văn hóa đẹp cổ truyền của Tết Việt Nam.